Mặt trời đốt cháy bức tường đá ở vùng quê Việt Nam, nhuộm một màu vàng rực rỡ lên những phiến đá cổ kính. Ánh nắng chói chẳng chiếu rồi, làm nổi bật từng đường nét thô ráp của bức tường. Nhưng trên bức tường ấy, một thế giới nhỏ bé đang tồn tại, một vở kịch nhỏ đang diễn ra với những nhân vật chính bé nhỏ nhưng đầy cá tính. Một con thần lan Anole xanh nhỏ đang phơi mình dưới nắng, tận hưởng sự ấm áp trên phiến đá. Nó trông có vẻ bình yên và thư thái, hoàn toàn đẫm mình trong khoảnh khắc. Cho đến khi một con thần lẫn lộn hơn, giận dữ hơn xuất hiện, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi trưa. Kẻ mới đến có vẻ to lớn và đáng gờm hơn hẳn. Thay vì bỏ chạy, co rúm sợ hãi, con thần lan nhỏ đứng vững, đôi mắt nhỏ bé ánh lên vẻ kiên định. Nó ươn ngực, phô trương hết cỏ và bắt đầu chống đẩy. Một màn trình diễn sức mạnh đầy bất ngờ. Đó là một lời thách thức táo bạo, một tuyên bố chủ quyền không thể nhầm lẫn, một thông điệp không lời. Đây là chỗ của tôi, cứ thử xem. Một lời cảnh báo được gửi đi bằng ngôn ngữ cơ thể. Con thần lẫn lộn hơn dừng lại, sững sờ trước sự phản kháng bất ngờ. Nó quan sát những cú chống đầy và ánh mắt không nao núng, dường như đang cân nhắc tình hình. Trong một khoảnh khắc căng thẳng, chúng đối mặt nhau trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây. Rồi, kẻ xâm nhập lùi lại, từng bước một. Nó quyết định rằng tia nắng không đáng để gây rắc rối, rằng cuộc chiến này không đáng để mạo hiểm. Chiến thắng. Một chiến thắng ngọt ngào và bất ngờ, con thần lằn nhỏ đã bảo vệ lãnh thổ của mình, chỉ bằng sự dũng cảm, sự tự tin và những cú chống đẩy. Nó chống đẩy thêm vài cái nữa như muốn nói, đừng quên nhé, một lời nhắc nhở về sức mạnh của mình. Trước khi trở lại phơi nắng, tận hưởng chiến thắng và sự yên bình. Cuộc chậm trán nhỏ bé này cho thấy, trong thế giới tự nhiên, kích thước không phải là tất cả. Đôi khi, lòng dũng cảm và sự phô trương sẽ giành chiến thắng, ngay cả khi đối mặt với những kẻ mạnh hơn. Ngay cả những sinh vật nhỏ bé nhất cũng có thể dạy chúng ta về lòng dũng cảm, sự tự tin và sức mạnh của ý chí. Trên bức tường đó, một con thần lân nhỏ đã chứng minh, bằng hành động chứ không phải lời nói, rằng thái độ có thể là tất cả, rằng sự tự tin có thể đánh bại sức mạnh. Đôi khi, cuộc chiến tốt nhất là cuộc chiến bạn tránh được một cách thật phong cách, để lại ấn tượng sâu sắc cho đối thủ. Vậy, tại sao thần lân lại trồng đấy? Không phải để tập thể dục đâu, đó là để giao tiếp. Trồng đầy là một màn đe dọa, một cách để trông to lớn hơn và cảnh báo đối thủ. Tốc độ và kiểu chống đầy gửi đi những thông điệp khác nhau, sự hung hăng, sự hiện diện, hoặc thậm chí là tín hiệu lãng mạn để thu hút bạn tình. Đối với thần lan, đó là cách để tránh lãng phí năng lượng vào những cuộc chiến thực sự. Thần lân cái sẽ xem những màn trình diễn này và chọn ra kẻ trình diễn tốt nhất. Đó là một điều nhảy, một lời cảnh báo và một khúc tình ca tất cả trong một. Mỗi loài có những động tác đặc trưng riêng, được hoàn thiện qua hàng triệu năm. Nếu bạn biết cách quan sát, bạn sẽ thấy cả một thế giới của những cuộc trò chuyện không lời. Có khoa học thực sự đằng sau màn chống đẩy của thần lan. Đó là một tín hiệu trung thực. Chỉ một con thần lan khỏe mạnh mới có thể duy trì được. Điều này giúp giữ đối thủ ở xa và ngăn chặn những cuộc chiến liên tục, đầy rủi ro. Cú chồng đầy có thể nhìn thấy được, thường đi kèm với một cái yếm cổ đầy màu sắc hoặc cái gật đầu, một màn trình diễn toàn thân. Đó là một bài kiểm tra thế lực, một lời cảnh báo và một cách để quét xung quanh cùng một lúc. Mọi động tác đều hiệu quả, phục vụ nhiều mục đích. Sự tiến hóa đã biến một cú chống đầy đơn giản thành một kiệt tác của chiến lược sinh tồn. Trong tự nhiên, không có gì bị lãng phí. Tạc kè hoa flap naked với màu sắc rực rỡ và màu lộng lẫy không phải là loài duy nhất sử dụng màn trình diễn đe dọa. Những màn trình diễn này là cửa sổ hấp dẫn vào thế giới động vật. Thực tế, việc thể hiện sự thống trị hoặc cảnh báo đối thủ là chiến lược phổ biến trong thế giới động vật. Đó là một ngôn ngữ chung được các loài sử dụng để giao tiếp. Lấy ví dụ như mèo nhà. Khi bị đe dọa, mèo sẽ cong lưng, rung lông và gầm gừ, tất cả nhằm khiến mình trông to lớn và đáng sợ hơn thực tế. Hoặc hãy nghĩ đến loài khỉ đốt hùng mạnh, biểu tượng của sức mạnh thô sơ. Con khỉ đợt đầu đàn sẽ đấm ngực và phát ra những tiếng gầm, tiếng rộng uy hiếp đối thủ. Thường thì chúng giải quyết tranh chấp bằng màn trình diễn sức mạnh được dàn dựng kỹ lưỡng thay vì lao vào bạo lực thực sự. Đó là một sự cân nhắc rủi ro đầy tính toán. Ngay cả cá nóc tưởng chừng yếu ớt cũng có chiêu riêng. Khi bị đe dọa, nó phong mình thành quả bóng gai, khiến kẻ săn mới phải dè chung trước kích thước và vẻ ngoài đáng sợ bất ngờ. Ngay cả cá nóc tưởng chừng yếu ớt cũng có chiêu riêng. Khi bị đe dọa, nó phong mình thành quả bóng gai, khiến kẻ săn mới phải dè chung trước kích thước và vẻ ngoài đáng sợ bất ngờ. Trong toàn bộ vương quốc động vật, hành động phong mình này
là cơ chế quan trọng giúp tránh những cuộc đối đầu nguy hiểm và tốn kém. Bởi vì cuối cùng, chiến đấu luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vết thương có thể nghiêm trọng và nguồn lực bị hao hụt. Vì vậy, một màn trình diễn thuyết phục, một cú lừa khéo léo thường là chiến lược an toàn và hiệu quả hơn nhiều. Những màn trình diễn này giúp động vật thương lượng ranh giới, thiết lập thủ bậc trong bầy đàn và bảo vệ tài nguyên quý giá bằng tâm lý thay vì dùng sức mạnh thô bạo. Qua hàng thiên niên kỷ, tiến hóa đã trang bị cho vô số loài khả năng chiến thắng nhờ những màn trình diễn được trau chuột tỉ mỉ. Đôi khi, vũ khí hiệu quả nhất của động vật không phải là móng vuốt sắc nhọn hay hàm răng mạnh mẽ, mà là một màn trình diễn thuyết phục và đáng sợ. Đôi khi, vũ khí hiệu quả nhất của động vật không phải là móng vuốt sắc nhọn hay hàm răng mạnh mẽ, mà là một màn trình diễn thuyết phục và đáng sợ. Những vở kịch lớn nhất của tự nhiên thường không diễn ra trong các trận chiến thực sự, mà ở những màn phô diễn sức mạnh thầm lặng, nơi lời đe dọa đôi khi còn hiệu quả hơn cả hành động. Nhìn con thần lằn nhỏ bé đó, một sinh vật bé nhỏ nhưng đầy kiên cường đang phơi mình trên phiến đá ấm áp. Tôi nhớ rằng có bao nhiêu điều kỳ diệu, bao nhiêu câu chuyện thú vị tồn tại ngay cả trong những sinh vật nhỏ bé nhất. Thế giới thu nhỏ của chúng chứa đựng những bí mật mà chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá. Mỗi loài vật đều có một câu chuyện độc đáo, một hành trình tiến hóa riêng biệt và một vai trò quan trọng trong mạng lưới sự sống, góp phần vào sự cân bằng tinh tế của tự nhiên. Những hành vi này là những kỳ quan tiến hóa, những thích nghi đáng kinh ngạc, không chỉ là những điều tò mò. Chúng là kết quả của hàng triệu năm chọn lọc tự nhiên. Khi chúng ta mất đi một loài, khi một loài biến mất khỏi hành tinh này, chúng ta mất đi kiến thức của nó và vị trí của nó trong hệ sinh thái, làm suy yếu sự đa dạng sinh học. Hành động của chúng ta phá hủy môi trường sống, ô nhiễm, những hành động vô trách nhiệm này, đe dọa những vở kịch nhỏ bé này, đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Chúng ta phải bảo vệ ngôi nhà của chúng, bảo tồn những khu vực mà chúng sinh sống và tôn trọng cuộc sống của chúng, công nhận giá trị nội tại của mỗi sinh vật. Lần tới khi bạn thấy một con thần lợn trống đầy, phô trương sức mạnh nhỏ bé của nó, hãy dừng lại và trân trọng lòng dũng cảm và sự phức tạp trong cơ thể nhỏ bé đó. Hãy suy ngẫm về sự kết nối của vạn vật. Hãy cùng nhau làm việc, chung tay bảo vệ sự đa dạng sinh học để đảm bảo các thế hệ tương lai có thể chứng kiến những vở kịch nhỏ bé tuyệt vời này và học hỏi từ chúng, để họ cũng có thể trân trọng và bảo vệ thế giới tự nhiên.